Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hành vi phản cảm của người trẻ trước cờ vàng ở Bảo tàng quân sự Ngày 6 tháng 11, AFA Tiếng Việt cho hay, người trẻ giơ ngón tay giữa vào cờ Việt Nam Cộng Hòa trưng bày ở Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Theo đó, một số bạn trẻ bày tỏ niềm vui và tự hào khi chụp ảnh với lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa trong Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam với các cử chỉ phản cảm. AFA cho biết, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam được Bộ Quốc phòng đầu tư vào năm 2019 ở Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và mới khai trương ngày 2 tháng 11 vừa qua, trưng bày khoảng 150.000 hiện vật trải dài qua các thời đại lịch sử. Việc mở cửa miễn phí và tăng cường quảng cáo trên các truyền thông mạng xã hội như TikTok, Facebook đã giúp kéo thêm nhiều khách tham quan đến đây. Theo AFA, trang Facebook Bồ Bồ Hiêu có khẩu hiệu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội với 30.000 người theo dõi đang hình ảnh kèm dòng trạng thái 500 sắc thái của các bạn trẻ khi đến một góc nhỏ của bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Và đây là hình bản tin trên AFA. Trong các tấm ảnh này vẫn theo AFA, các bạn trẻ, người thì giơ ngón tay giữa hướng vào lá cờ vàng, người đang chéo tay vào nhau thành chữ X, người thì giơ một ngón tay lên miệng với dòng chữ thua thì Ninh. Các trang mạng xã hội thân chính phủ khác cũng hào hứng đăng tải các hình ảnh tương tự về những thanh thiếu niên này. AFA dẫn lời một luật sư ở Hà Nội không nêu danh tính vì lý do an toàn cho rằng những hình ảnh này không lạ do chính quyền lâu nay vẫn thi hành chính sách tuyên truyền và giáo dục một chiều nên các bạn trẻ khi gặp lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ có phản ứng. Ông nhận định hình ảnh này vô cùng xấu xí, thể hiện ở Việt Nam không có hòa giải hòa hợp. Chính phủ Việt Nam không quan tâm, xoa dịu nỗi đau chiến tranh thực chất. AFA cũng dẫn lời ông Nguyễn Viết Dũng, người thường mặc quân phục của quân nhân quân lực việt nam cộng hòa và có các tấm ảnh chụp với cờ vàng cho rằng đây là hành vi không tôn trọng lịch sử tuy nhiên vẫn nằm trong quyền biểu đạt một cách ôn hòa dù không đáp ứng các yêu cầu chính đáng về đạo đức theo ông dũng người phải lãnh nạn trước sự suy luận của an ninh việt nam các hiện tượng như trên là khó tránh do nhà cầm quyền cộng sản việt nam tuyên truyền về mỹ ngụy tay sai trong thời gian dài nền giới trẻ đang lầm tưởng những hành động của họ là yêu nước và đây là hình nhiều bạn trẻ làm dấu X trước cờ vàng ở bảo tàng. Ông Dũng tỏ ra thông cảm với những thanh thiếu niên có hành động trên và cho rằng họ đang nghĩ rằng bản thân đang thể hiện hành động yêu nước nhưng chưa đúng cách. Ông nói vấn đề ở đây đang là nhận thức xã hội và tiếp cận tri thức đúng đắn. Đấy chính là phần việc mà các đảng phái và khối xã hội dân sự cần làm để giới trẻ thể hiện lòng yêu nước đúng cách. Lấy kinh nghiệm của bản thân, ông Nguyễn Viết Dũng cho rằng nếu ông cũng bị vùi dập bởi truyền thông đề trái khi thể hiện lòng yêu nước sai cách trong quá khứ, thì ông khó có điều kiện thay đổi nhận thức của mình. Nhận xét về trò phản cảm này của giới trẻ, ngày 4 tháng 11, Facebook Dương Quốc Chính viết trên trang cá nhân của mình rằng Đừng tưởng dùng chiêu trò này là vô hại, sẽ có ngày đám hồng vệ binh này quay lại cắn ngược lại phe cải cách trong đảng như từng cắn đặng tiểu bình. Nếu Tân Tổng Bí Thư mà xác định cải cách thì phải liệu mà xử lý đám này đi không nó hút luôn cả tổng bí thư đó. Cứ xem Hồng vệ binh Trung Quốc đã làm những gì thì sẽ suy ra đám bò đỏ này dám làm gì thôi. Đám trẻ con lẻ tẻ nó làm vậy thì cũng khó tránh. Nhưng bọn đáng chửi nhất là bọn cố tình viral cái trò ngu dốt này. Ngu là quyền, nhưng phát tán cái ngu là tội ác. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hành vi phản cảm của người trẻ trước cờ vàng ở Bảo tàng quân sự Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo trong đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ông Nguyễn Xuân Phúc đứng trước nguy cơ không còn là vùng cấm. Ngày 6 tháng 11, AFA Tiếng Việt có bài bình luận Nền chính trị cung đình sẽ ra sao nếu ông Nguyễn Xuân Phúc bị xử lý. Và đây là hình bài trên AFA. AFA cho hay đang có nhiều đồng đoán về việc cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thể sẽ không còn trong vòng bất khả xâm phạm như các tứ trụ đã hạ cánh an toàn trước đây. Truyền thông nhà nước ngày 2 tháng 11 đã đăng tải thông tin ông Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ khai rằng ông được cấp trên giao chỉ thị giải quyết các đơn thư của công ty Sài Gòn Đại Ninh trong vụ án sai phạm về đất đai ở tỉnh Lâm Đồng. Trong giai đoạn xảy ra vụ án, cấp trên cao nhất của ông Dũng chính là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. AFA dẫn nhận định của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội cho rằng, đây là lần đầu tiên báo chí trong nước công khai việc ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, không làm đơn phương một mình mà có nhận chỉ đạo của cấp trên. Mà cấp trên là ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng thời kỳ đó. Công nhận đây là mặt tiến bộ về sự minh bạch lần đầu tiên công khai. Phía công an, cơ quan điều tra đang củng cố bổ sung chứng cứ để có thể đi đến một bước tiếp theo mạnh tay hơn là khởi tố, truy tố, bắt giam ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Toàn nói thêm. Và đây là hình ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo AFA, ông Mai Tiến Dũng còn khai thêm với cơ quan điều tra và được báo nhà nước đăng tải về mối quan hệ giữa Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí với lãnh đạo chính phủ khi đó, khiến bản thân không còn cách nào khác nên phải ký phê duyệt. AFA dẫn lời luật sư Vũ Đức Khanh, một nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Canada nhận định rằng Tôi hoàn toàn nghĩ ông Tô Lâm sẽ đem ông Nguyễn Xuân Phúc ra để mà dằn mặt tất cả những thế lực khác ở trong đảng. Tức ông ấy thể hiện rằng, ông ấy sẽ không ngừng tay nếu ai cản trở tiến trình mà ông ấy gọi là kỷ nguyên vương mình của đất nước. Đó là điều ông đã nhấn mạnh trong bài diễn văn ngày 24 tháng 10, tức điểm nghẽn là thể chế. Vì vậy, ông ấy cần có sự ra tay rất mạnh mẽ và ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ là nhân vật đầu tiên phải trả giá đó. AFA cho biết, mới đây nhất, Tổng bí thư Tô Lâm đã tổ chức cuộc gặp mặt với các nguyên lãnh đạo đảng tại số 1 Hồng Vương. Các cựu thành viên tứ trụ góp mặt bao gồm cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, các cựu Chủ tịch nước như Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Triết và cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là sự vắng mặt của các cựu thành viên tứ trụ của khóa 13, trong đó có Nguyễn Xuân Phúc. Đây là những người bị bật ra khỏi bộ tứ quyền lực trong thời gian gần đây trực tiếp mở đường cho sự lên ngôi của tô lâm và đây là hình tổng bí thư tô lâm afa cũng cho biết nhà báo nguyễn khắc toàn đã lên tiếng chỉ trích đường lối của ông trọng ở các nước ngoài ta còn bắt đến cả thủ tướng bắt cả tổng thống là chuyện rất bình thường chứ không thể làm theo tư duy cũ của ông nguyễn phú trọng đó là miệng thì nói không có vùng cấm trong đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực nhưng thực tế đã vạch ra những vùng cấm để bảo vệ những quan chức phe cánh của mình với trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc cứ mạnh tay mà làm, không thể có chuyện hệ thống chính trị này đổ vỡ, đổ bình quý như ông Trọng căn dặn. Ông Toàn nói thêm. AFI nhận xét, nếu giờ đây ông Tô Lâm dám phá vùng cấm mà ông Trọng đặt ra trước đó về việc các thành viên tứ trụ không thể bị truy tố, đây có thể là minh chứng hùng hồn nhất, chứng tỏ ông đã vượt qua khỏi cái bóng của ông Nguyễn Phú Trọng. Dù bắt ông Phúc là một thách thức, nhưng Tổng bí thư Tô Lâm có lợi thế là gần như đang nắm trong tay Bộ Công an khi Bộ trưởng Lương Tâm Quang được cho là người thừa hành theo mệnh lệnh của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ông Nguyễn Xuân Phúc đứng trước nguy cơ không còn là vùng cấm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo trong đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới